Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Kia Cerato nó có rất nhiều phiên bản 1.6 này, phiên bản 2.0 này. Trong phiên bản 1.6 thì chia ra phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một phiên bản là 2.0, quý vị và các bạn nhé. Thì phiên bản 2.0 này nó khác với phiên bản 1.6 là rất là nhiều option quý vị và các bạn ạ. Phiên bản 2.0 thì nó có đầy đủ rồi, từ khóa thông minh này, đèn ổ này, start stop này, nội thất ghế da cao cấp này, ghế điện này, nhớ ghế 3 vị trí này, cửa sổ nóc, điều hòa tự động, la răng đúc. Và điều đặc biệt nữa nó hơn hẳn ở phiên bản 1.6 đó là cái động cơ là 2.0 quý vị bạn nhé. Đi là rất là bốc, rất là khỏe quý vị bạn ạ. Đặc biệt là rất nhiều các thanh niên là thích cái phiên bản này 2.0 này rất là nhiều đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được 58.000 km rồi, tức là 58 km quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Giá bán là 475 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng là đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2016 2.0 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 2016. Sau 5 năm sử dụng thì quý vị và các bạn xem chất lượng nó còn đẹp như thế nào, giá cả với 475 triệu có hợp lý hay không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Sau 5 năm sử dụng thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, về cái phần ngoại thất rất là mới, rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về được đây quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vừa mới rửa xong đấy, vừa mới rửa, mới lau qua một chút bên ngoài thôi. Bên trong là chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Bên ngoài thì cũng không có xước sát gì đâu. Chuẩn với quý vị và các bạn luôn là chúng tôi mua về là chưa phải làm một cái gì cả ngoài việc rửa. Đấy, tôi vừa mới rửa xong là đem ra đây, là quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này đấy. Về phần bên ngoài thì không có gì để bàn quý vị và các bạn ạ. Thứ nhất là đâm đụng hay là va chạm thì chúng tôi đã cam kết rồi ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, không riêng gì những chiếc xe này đâu. Tất cả những chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng tôi, chúng tôi đều cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Và nhìn về cái phần đầu của xe thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị cả cảm biến trước rồi ạ. Cảm biến trước này và cụm đèn pha bi xenon và đèn led đều rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Hôm nay thì tôi đang quay dưới trời rất là nắng, cho nên là cái đèn led này chúng tôi có bật lên thì cũng không nhìn được thấy rõ đâu ạ. Nhưng nếu như mà trời tối hoặc ban đêm thì nhìn cái cụm đèn này rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn rất là đẹp, rất là mới này. Nhìn từ đằng trước thì chiếc xe này khá mới đấy ạ, sau 5 năm sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cửa nóc này cho đến la răng đúc này, đèn pha bi xenon, đèn gầm, xi nhan tích hợp trên gương và gương chiếu hậu là gập điện quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe lăn bánh được 58.000 km rồi và la răng đây quý vị bạn ạ, còn rất là mới, rất là đẹp, và dàn lốp này rất là dày quý vị bạn ạ, dàn lốp rất là dày, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là mới.
Nhìn về cái phần phía đằng sau, phía ba đợt sốc sau thì quý vị và các bạn đã thấy được đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là đuôi gió phía bên trên nắp cốp, và phía bên dưới thì đã được trang bị là cảm biến sau. Tức là chiếc xe này có cả cảm biến trước sau, cảm biến quanh xe và camera lùi quý vị bạn nhé. Camera lùi này, phiên bản này là phiên bản 2.0 quý vị và bạn ạ. Kia Cerato 2.0. Đấy. Và cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát gì cả. Cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị và các bạn. Tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Là giàn đúc rất mới, giàn lốp này cũng còn rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị bạn nhé. Đây là cái khóa thông minh của xe đấy, còn nguyên hai chìa khóa. Khóa thông minh bấm tay mở cửa, bên cửa bên phụ cũng đã được trang bị là bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, không có cái gì để phải bàn cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào xem về, tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. 2016 sau 5 năm sử dụng thì quý vị các bạn xem đây ạ. Với 58.000 km. Mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên lái này ra để xem về cái phần bên trong nội thất của chiếc xe nhé. Đấy. Trước tiên thì tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản này. Chiếc xe này là keo chỉ nguyên bản hết nhé. Đấy. Cánh cửa này trên này hai lớp keo ạ, đây một lớp này và ngoài một lớp này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi cửa rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện này, để có cả chế độ auto, tức là để auto thì khóa cửa là gập gương và mở khóa là gương mở ra. Và thứ hai nữa là nhớ ghế hai vị trí đấy ạ. Ghế chỉnh điện đây, ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí quý vị bạn nhé. Đây là ghế lái chỉnh điện này. Và chiếc xe này với nội thất màu kem, ghế da màu kem, cho nên là nếu như phải giữ gìn cẩn thận thì nó mới được đẹp như thế này đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, vô lăng rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng, cần số đều rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe đã được trang bị cả cửa nóc này quý vị và các bạn này. Phiên bản này cửa nóc và nội thất màu kem từ những cái trần cũng còn rất là đẹp. Rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét là 58.000 km rồi quý vị bạn này. 58.000 với vô lăng đây quý vị bạn thấy này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chủ xe cũng đã bọc cái vô lăng lại cho nên là cái vô lăng nó còn rất là đẹp. Cái bọc tôi vứt ở đằng sau vừa mới tháo ra để tôi quay cho quý vị các bạn nhìn thấy được này, từ cần số này cho đến tay phanh, vô lăng đều rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này ra, bên lái này ra cho quý vị các bạn cùng xem. Từ cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một cái phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, và nội thất thì rất là mới đây. Màu kem mà chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị bạn ạ. Đây, cái nội thất này thì chúng tôi để nguyên đây nhé. Chưa có dọn dẹp thì vừa nay rửa hút bụi thôi. Chỉ có vừa nên rửa mới hút bụi là tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem rồi. Đấy. Cái phần trần này chưa có đánh đi, nếu đánh đi thì nó lên rất là đẹp đấy. Đấy. Trần đây quý vị bạn ạ, chưa có dọn một tí nào đây quý vị bạn nhé, mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy. Cửa nóc đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn ạ. Gương chiếu hậu này là gương chống chói này quý vị bạn này. Đây là gương chống chói đấy. Vô lăng bọc ra, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Và có cả cruise control luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Cruise control này thì chúng ta đi sử dụng ở đường trường thì mới thấy được cái phát huy khả năng tác dụng của nó đấy ạ. Đấy. Đèn nổ start stop. Đấy, nhớ ghế đấy ạ. Khi tôi bấm điện cái là ghế nó đẩy lên. Và có cả sang số thể thao trên vô lăng đây quý vị bạn này. Đấy, xe cũng đã được tích hợp sang số thể thao trên vô lăng. Đồng hồ là 58.000 km chuẩn đây quý vị bạn nhé. Đấy, 58.000 km. Nội thất rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị là màn hình
Tôi cho nhỏ đi cái đã. Màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập đây quý vị các bạn nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đèn nổ start tốt. Tablo rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Cả cái tab bi cũng còn rất là đẹp này. Tay phanh này, cần số này đều rất là đẹp này. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần tắt cảm biến đây quý vị bạn nhé. Và đây là những cái chế độ lái. Chúng ta có thể chuyển chế độ lái khi đi. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Cửa sổ nóc cửa sổ nóc đây quý vị bạn. Cửa sổ nóc auto một chạm, chỉ cần bấm một cái là cửa sổ nóc nó kéo lại. Bấm một cái là cửa sổ nóc nó đẩy lên một chạm quý vị các bạn ạ. Auto đấy ạ. Loa nghe cũng rất là hay quý vị bạn ạ. Quý vị mở, các bạn phải đến nghe thử thì mới hay được, chứ còn nếu mở qua đây là nó qua cái tôi quay bằng điện thoại. Một lần ngày khói em ơi, ở lại đi. Vạn trùng cơn đau, ngoài kia chỉ là bao phủ. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cốp sau của xe quý vị và các bạn nhé. Cốp sau cũng đã được trang bị cốt điện rồi, mở trên cánh cốp này cũng được, hoặc chúng ta có thể bấm chìa khóa. Đấy, chúng ta có thể bấm chìa khóa cũng có thể mở ra được cái cốp sau này. Cốp sau là ốc cốp sau còn nguyên đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó sẽ còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ đây, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chưa có mất một cái phần keo chỉ nào cả đâu. Cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đây là có những cái keo này là do chủ xe dán cái viền ở đây ạ. Đấy là cái viền, nhiều người hay còn gọi là cái gioăng cách âm đấy, để cho cái xe nó đi nó đỡ ồn. Đấy thì là chúng tôi bóc ra, mới bóc cái gioăng ra cho nên là nó để lại cái keo thôi, chứ keo chỉ của xe là còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy. Nội thất rất là đẹp, mặc dù là cái cốp này là hơi bẩn nhé quý vị bạn ạ. Cái cốp này nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Chúng tôi mua về còn chưa dọn dẹp, chưa rửa ráy gì cả, cho nên là cái cốp này nó hơi bẩn một chút. Và cái lốp sơ cua cũng còn nguyên đây quý vị bạn ạ. Lốp sơ cua rất là mới. Đấy, đây là cái lốp sơ cua rất mới quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Phiên bản 2.0. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Đây, đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ này, cũng còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản lại chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đây là cái này là nó chỉ có hơi xước sát một chút thôi, chứ keo chỉ còn nguyên, chưa có bị va đâu quý vị bạn nhé. Chỉ có xước sát cho xước cái sơn này này. Đấy. Táp bi cũng rất là đẹp. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nha. Chưa có tháo một cái tí nào cả. Đấy. Nội thất thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Nội thất màu kem này thì phải nói là đi giữ gìn thì nó mới được sạch đẹp như thế này ạ. Chứ còn nếu như mà đi mà không giữ gìn thì nó hỏng hết rồi ạ. Vì cái nội thất màu kem này không những là nó hỏng mà thứ hai nữa là nó rất là bẩn. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía trước bên phụ quý vị bạn nhé. Cũng như vậy thôi, keo chỉ là còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, còn nguyên hết. Táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và táp bi này được thiết kế giữa xen lẫn màu kem và màu đen, cho nên là rất là đẹp, rất là sang trọng ạ. Nội thất này rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà cái nội thất nó đã sáng, nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Chúng tôi chưa dọn dẹp gì đâu quý vị bạn nhá. Đây này quý vị các bạn xem ở những cái hốc này, nếu như đem đi dọn dẹp rồi thì nó rất là sạch sẽ cơ ạ, chứ nó không bẩn như thế này đâu. Đây là do bẩn chưa dọn đây ạ, chứ nếu dọn đi rồi là nó sẽ khác ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá.
Trái tim của chiếc xe Kia Cerato 2016 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 2.0 lít quý vị các bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động. Đấy. Cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở cái động cơ của chiếc xe này đó là nó còn nguyên bản ạ, còn nguyên bản từ những cái ốc mặt máy này. Đây là những cái ốc mặt máy còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé, cho đến những cái ốc chân máy này còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đấy, cái động cơ này là chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị và các bạn nhé, còn nguyên hết lê ạ, chưa có dọn dẹp một tí nào cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp đúng không quý vị bạn? Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 58.000 km thôi, tức là 58.000 km. Đấy. Sau 5 năm sử dụng nhưng chiếc xe chỉ chạy có 58.000 km thôi. Tính ra mỗi 5 năm chiếc xe này chỉ chạy có già 1 vạn một chút thôi ạ. Đấy quý vị các bạn ạ, nó rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đấy. Về cái phần động cơ thì quý vị và bạn có thể yên tâm luôn ạ. 5 năm mà chỉ chạy có 58.000 thôi, nó chỉ bằng một chiếc xe taxi chạy 1 năm thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là động cơ thì quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối. Hơn nữa là chúng tôi đã cam kết cho quý vị bạn về cái phần động cơ này rồi ạ. Riêng về cái phần động cơ thì chắc là tôi không nói thì quý vị và các bạn cũng biết ạ. Nếu như chăm sóc bảo dưỡng tốt chạy 40-50 vạn thì nó chưa thành cái vấn đề gì cả. Tại vì là những chiếc taxi ở Việt Nam mình thì quý vị các bạn biết đấy ạ, có những chiếc xe 1 năm chạy đến cả 10 vạn cơ quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên là những chiếc xe mà xe gia đình chạy 1 năm có một hơn vạn thì nó chưa có thấm vào đâu quý vị các bạn ạ. Chăm sóc bảo dưỡng tốt thì không thành vấn đề gì cả. Còn lại là những chiếc xe có thể do lỗi gì đó phải làm máy thì nó có rất nhiều nguyên nhân để làm máy quý vị các bạn nhé. Thứ nhất là có khi là do chủ xe không chăm sóc bảo dưỡng tốt, thay dầu kém đấy ạ, thì cũng phải làm máy, hỏng máy. Cái thứ hai là do để nhiệt độ máy nó lên cao, ví dụ như là két nước bị thủng hay là do bị hấp hơi mà chủ xe không để ý thì là nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến máy. Thứ ba nữa là có thể là tai nạn. Thứ tư là ngập nước. Đấy, những cái nguyên nhân mà bị làm máy. Chiếc xe này thì chưa bị làm máy, chưa phải vấn đề gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản là điều đương nhiên quý vị bạn nhé. Và cái phần nữa là tôi muốn cho quý vị các bạn xem đây ạ, từ những cái ốc tai của chiếc xe đây ạ, cho đến những cái ốc cabo này. Đấy, đây là cái ốc chân cabo nhá, keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo là nó còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn này. Đấy, quý vị các bạn đi mua xe thì cứ xem kỹ về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ mà còn nguyên thì đương nhiên là nó không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Đấy, ốc cabo nữa. Nếu như ốc cabo còn nguyên thế này là điều này chứng tỏ là chiếc cabo này chưa bị tháo ra, chưa có bị sửa chữa gì cả. Vì nếu như sơn cabo thì bắt buộc phải tháo cabo quý vị bạn ạ. Vì để nguyên cả xe này thì không thể sơn được cabo đâu quý vị bạn nhé. Đấy, cho nên là tôi chia sẻ thêm về cái nghiệp vụ xem xe cũ. Nếu như keo chỉ còn nguyên thì đương nhiên là nó còn nguyên rồi đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Từ những cái tấm nóng, tấm cách nhiệt đấy ạ, tấm cách nhiệt trên cabo nó còn rất là đẹp, rất là mới này quý vị bạn này. Đấy, nếu như những chiếc xe mà sử dụng nhiều rồi thì nó còn nhàu hết cả cái tấm cách nhiệt này rồi cơ. Đấy. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn hết về cái phần ngoại thất, nội thất cho đến cái phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 sản xuất năm 2016 này rồi. Vậy thì nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem nè, để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 475 triệu đồng quý vị các bạn nhé, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video livestream ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.